Hello, xin tổng chào cả nhà, chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của Út Xinh TV. Hôm nay Út làm món gì đây? Mời cả nhà cùng theo chân với Út xuống bếp nấu món này nha cả nhà. Đây là nước dừa tươi nha cả nhà. Nhưng mà Út không có mua nước dừa mà nó còn non. Mình kho thịt rất là chua nha cả nhà. Cho nên Út mua nước dừa này, nước dừa nó hơi rám rám, nó cứng cậy cả nhà. Rất là ngon luôn. Út nấu nha cả nhà, mình nấu cho sôi, sắc thiệt sắc. Sau đó mình ướp thịt để mình để vô, nó mới ngon nha cả nhà. Đây, thịt kho trứng cút của Út cũng đã luộc xong nè cả nhà. Mình nấu nước sôi, thiệt sôi á. Cái mình bỏ trứng cút vào, cái mình bỏ muối vào nha cả nhà. Sau đó mình luộc khoảng 20 phút, mình tắt bếp. Mình để chút xíu nữa mình luộc. Đây là thịt, thịt Út cũng đã xử lý qua nước muối, rất là nhiều nước nha cả nhà. Nước muối rồi Út bóp lại nước sôi, sau đó Út rửa lại một lần nữa nha cả nhà. Út để cho ráo, thịt ráo nha, đặng Út ướp. Rửa nhiều nước rồi, cái này là nước sôi nha cả nhà. Ok, mình vớt để đây cho ráo, sau đó mình đi bằng tỏi ớt. Còn hai trái ớt lớn thì cả nhà, còn bao nhiêu còn ớt nhỏ luôn. Quá trời nóng. Cay. Ớt gì mà ớt chẳng cay. Ớt
đây cả nhà. Thịt Út cũng rửa sạch và để cho ráo nước nha cả nhà. Sau đó mình đổ vô thao ngược trở lại ha. Rồi mình sẽ cho tỏi với ớt bằm vào. Rất ngon cả nhà. Mình chút xíu nữa ít sẽ bằm để mình làm nước mắm riêng. Ngon quá cả nhà ơi. Ôi. Ông sẽ đi ướp nha. Cho hai ba hạt muối vào nha cả nhà. Không có để muối, kho thịt là mình chỉ kho nước mắm thôi. Nhưng mà Út để muối chút xíu. Mình vào muối chút xíu cho nó có cái vị nó ngon cả nhà. Tới một tí thịt rồi. Mình cho 4 muỗng bột ngọt lưng lưng ha. Hết hạt nêm cà no nó đi chợ mà quên mua rồi cả nhà. Nãy Út đi chợ quên mua hạt nêm nè. Xinh xái đi. Sau đó mình cho đường vào nha cả nhà. Thịt kho thì phải cho nó ngọt chút xíu nó mới ngon, khoái ăn ngọt. Rồi tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình. Sau đó mình trộn một điều lên, trộn cho nó thấm, thấm gia vị nè, tỏi, ớt, đường, bột ngọt, hạt nêm cà no. Sau đó mình cho nước mắm ngon vào nha cả nhà. Đây nước mắm. Mình trộn để cho nó tan đường hết nha cả nhà. Tan đường và gia vị thấm đều vào thịt đó. Mình để khoảng 30 phút. Mình đi mình lột trứng cút nha cả nhà. Út để đây, Út đi lột trứng cút chút xíu. Ồ, mình cho chút xíu cái này vô nữa, quên cả nhà, bí quyết cả nhà. Đây, chanh nha cả nhà, mình cho một miếng chanh nhỏ vào. Cho chút xíu chanh vào, này là bí quyết để cho thịt mình nó được trong nha cả nhà. Sau đó mình trộn lại, trộn cho nó thấm đều. Quá ngon cả nhà. Út sẽ đi lột trứng cút nha. Đây cả nhà, nước dừa tươi của Út nấu cũng đã sôi và nó sắc lại nghe cả nhà. Sau đó mình sẽ cho thịt vào. Mình nấu cho sắc, mình cho thịt vào á, thịt mình nó có cái màu rất là ngon cả nhà. Mình không sử dụng nước màu nha cả nhà. Mình chỉ sử dụng nước dừa thôi. Rồi Út sẽ cho thịt vào nha. Thịt Út cũng đã ướp được 30 phút cả nhà. Cho vào luôn. Ồ, cả nhà thông cảm nha. Thì mình vừa nấu mà vừa quay video luôn, có một tay mà không ai quay giùm. Mình múc nước mình tráng lại cái thau này là nó có chất gia vị trong này nè. Mình đừng có bỏ nó uổng, nó còn lắng lại chất
đường, bột ngọt, hạt nêm, và nước mắm. Nói chung rồi gia vị nó còn dính vô trong cái thau này nè, mình tráng lại. Sau đó mình chụm lửa riêu riêu nha cả nhà. Sau khi chờ đợi thịt đó, thì mình sẽ tiến hành đi lột trứng cút. Hồi nãy Út nói Út lột trứng cút nhưng mà chưa lột được tại vì Út rửa chén cả nha. Đây bí quyết của mình là lột trứng cút nha cả nhà. Cả nhà muốn lột trứng cút không cho trứng cút bị bể là mình nấu nước cho sôi thật sôi, sau đó mình để trứng cút vào và mình để muối vào, mình chắc nước bỏ nè. Không có bị giữa luôn, thấy không, trắng tươi luôn. Bí quyết lột trứng cút Út cũng đã chỉ cả nhà mình trong mấy cái video trước á. Lột như thế này rất là nhanh mà nó không có bể trứng cút nha, nó vẫn còn nguyên nè cả nhà, thấy ngon không? Đây trứng nguyên luôn. Đây cả nhà ơi, trứng cút của Út lột cũng đã xong nè cả nhà ơi. Thấy không cả nhà? Không có bể tới một trứng nào hết trơn luôn cả nhà ơi, rất là ngon luôn nha. Lúc này cái nồi thịt kho của Út bắt đầu sôi lên nha cả nhà. Mình nấu cho nó sắc cạn lại chút xíu nha, nó mới đỏ. Đây cả nhà, thịt của Út kho nó cũng hơi sắc cạn rồi cả nhà. Út cho trứng cút vào nha cả nhà. Cả nhà thông cảm, bữa nay Út vừa làm mà vừa quay ơn rồi vừa cúp điện nữa nha cả nhà. Bên Út cúp điện rồi cả nhà, mô Phật. Quá thơm luôn. Út kho trứng cút mà thơm ra tới ngoài lộ luôn cả nhà. Hồi nãy có khách vô á, hỏi ủa sao làm gì mà thơm quá vậy? Chắc kho thịt quá, nói không, kho trứng cút, kho thịt với trứng cút. Người ta nói bộ kho hột vịt hả? Nó không có, kho trứng cút. Giờ nó đã ngả màu đỏ từ từ rồi nè cả nhà, đúng không? Quá thơm luôn rồi cả nhà ơi. Nấu gần chín cái son thịt kho rượu mình mới có điện nè cả nhà, coi coi. Trời ơi, cả nhà thấy màu nó ngon chưa cả nhà? Ồ, nó sắp cạn rồi nè cả nhà ơi. Để cho nó hơi sắc sắc chút xíu nữa mình sẽ tắt bếp thôi. Ngon quá. Quá thơm luôn cả nhà ơi. Không còn gì mà nói nữa. Đây cái nồi thịt kho rượu của Út cũng đã chín nha cả nhà. Đây là thịt kho trứng cút, Út cũng không có nấu cho sắc hung, mình cũng chừa nước lại để dành mình còn hâm nữa cả nhà. Mình ăn không có hết, mình chừa lại mình hâm. Mà Út cũng chỉ cho cả nhà một cái bí quyết mà để dành mình hâm đồ ăn mà nó không có bị thiêu mà nó để được lâu nha. Cả nhà mình cứ sáng sớm, mình trước khi mặt trời đã mọc, mình bật lửa lên mình hâm cho sôi, sau đó mình đừng có đậy nắp nha cả nhà. Mình để cho nguội mình hả đậy nắp là không bao giờ đồ ăn mình nó thiêu. Rồi Út cũng xin tạm ngưng video. Mến chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui hạnh phúc. Út cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà trong thời gian qua luôn luôn ủng hộ và đăng ký kênh để chia sẻ cho kênh của Út được ngày càng phát triển hơn. Mọi sự góp ý mong cả nhà mình để lại bình luận giúp Út để Út điều chỉnh kênh được hoàn thiện hơn. Út xin máy bay cả nhà. Hẹn cả nhà gặp lại với video mới nha.